có đến 96% khách hàng khi họ gặp phải vấn đề với thương hiệu, họ sẽ không có khiếu nại, không có phàn nàn gì cả. Chỉ cần có một người, người ta có ý kiến, người ta có sự khiếu nại, người ta có sự phản hồi, người ta có sự không tích cực với thương hiệu của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta còn đến 96% những người khác đang đang ở trạng thái như vậy. Thế nhưng ngược lại, trong số 96% những người không phản hồi lại như vậy, chúng ta lại còn có cả một con số nữa đằng sau. Nó còn đã được thống kê lại là chúng ta có đến 92% trong số 96% đó là những người họ không phàn nàn lại, họ không khiếu nại lại chúng ta. Dần dần họ sẽ rời bỏ thương hiệu của chúng ta. Theo anh thì đây có được coi là nhãn hàng đang bị khủng hoảng truyền thông không? Khi một loạt các dược sĩ hay là tại các quầy thuốc ở Việt Nam đồng loạt lên tiếng và tẩy chay sản phẩm của Hoa Linh, thì em cũng lên TikTok, em cũng lên các mạng xã hội, group, các diễn đàn và em cũng xem trên các kênh truyền thông báo chí, thì có rất là nhiều những cái bài báo hay là những cái video trực tiếp những cái người đang làm kênh phân phối cho Hoa Linh, người ta đăng video lên và nói có những cái không tốt. Tại sao tôi đang đang bán với giá là như thế này và ông lại bán với giá mà sập sàn, thậm chí còn rẻ hơn gấp mấy lần tôi giá tôi nhập, thì làm sao mà bán được? Thì anh nghĩ vấn đề đấy như thế nào? Đây rõ ràng là một vấn đề khủng hoảng liên quan đến thương hiệu, khủng hoảng liên quan đến truyền thông. Và trong cái cuốn sách của Michel Lebeau, ông đã thống kê rằng là có đến 96% khách hàng khi họ gặp phải vấn đề với thương hiệu, họ sẽ không có khiếu nại, không có phàn nàn gì cả. Chỉ cần có một người, người ta có ý kiến, người ta có sự khiếu nại, người ta có sự phản hồi, người ta có sự không tích cực với thương hiệu của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta còn đến 96% những người khác đang đang ở trạng thái như vậy. Thế nhưng ngược lại, trong số 96% những người không phản hồi lại như vậy, chúng ta lại còn có cả một con số nữa đằng sau. Nó còn đã được thống kê lại là chúng ta có đến 92% trong số 96% đó là những người họ không phàn nàn lại, họ không khiếu nại lại chúng ta. Dần dần họ sẽ rời bỏ thương hiệu của chúng ta bằng cách này hay cách khác. Thế thì khi một doanh nghiệp đã gặp phải những vấn đề về xung đột truyền thông, khủng hoảng truyền thông, thì anh nghĩ cái cách thức mà chúng ta cần phải giải quyết trong tình huống này đó chính là một sự chân thành. Vậy thì theo anh cái lúc này nhà sản xuất như kiểu dược phẩm Hoa Linh thì họ phải làm như nào? Họ phải làm gì để lấy lại niềm tin của các nhà phân phối? Anh cũng thấy cả bên phía bạn KOC cũng có những cái động thái lên để giải thích những cái mà tại sao giá nó là 18, tại sao giá nó là 11. Thế nhưng anh cho rằng là tất cả những cái vấn đề đó nó đã xảy ra rồi. Và cái cách mà chúng ta hay nhất là chúng ta nên đối thoại trực tiếp với những người đang gặp phải vấn đề, chứ không phải là chúng ta đối thoại với cả những người mà đang không có vấn đề. Ở đây anh cho rằng bạn Hà Linh không có vấn đề. Người đang gặp vấn đề là chính là những hệ thống nhà thuốc, đó chính là những hệ thống nhà phân phối. Và với vai trò là nhà sản xuất thì Hoa Linh nên có một buổi để gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với tất cả những đơn vị đồng hành với chúng ta. Anh nghe rất nhiều những lời giải thích từ việc luân chuyển con số giữa 150.000, 158.000 của ba nhóm sản phẩm khác nhau. Thế nhưng nó rất là đúng và nó cũng là những cái chiến lược kinh doanh và nó cũng là những cái tip để kinh doanh thôi. Nhưng trong tình huống này thì khi chúng ta làm nó bị xảy ra một vấn đề xung đột, thì anh cho rằng với vai trò là nhà sản xuất, chúng ta nên có một buổi đối thoại trực tiếp với chính những người đang gặp vấn đề trong hệ thống của chúng ta, mà ở đây cụ thể là những nhà phân phối, cụ thể là những nhà thuốc. Thế thì họ cần phải đối thoại như thế nào đó? Cái việc đối thoại như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái triết lý dịch vụ khách hàng của công ty đó. Mà như anh đã phân nói ở cái ý trước, là trong cái triết lý dịch vụ khách hàng nó sẽ được hình thành từ cái nền tảng đầu tiên là nền tảng của triết lý của tổ chức đó. Chúng ta nghĩ như thế nào với khách hàng, chúng ta muốn phục vụ như thế nào với khách hàng, chúng ta muốn làm gì với khách hàng, thì chúng ta phải được biểu thị thông qua các chính sách của chúng ta, và sau đó là thông qua những nhân viên của chúng ta và cái tầng trước khi để khách hàng người ta yêu mến, người ta đi, người ta gắn bó với cả thương hiệu của chúng ta, đó chính là cái tầng về biểu hiện của doanh nghiệp chúng ta. Bây giờ anh lại lấy lại một ví dụ ngược lại. Trong tình huống này bạn KOC đó, bạn ấy đã đưa ra một cái mức giá rất là thấp cho cái sản phẩm dầu gội. Vậy bên phía Hoa Linh có, nếu như đặt mình vào vai trò là các đại lý và nhà phân phối, nếu như chúng ta lại tiếp tục có một mức giá thấp hơn cho nhà phân phối để nhà phân phối có thể đưa ra được, thì chúng ta có làm được không?
anh đồng ý là có thể là mua hai sản phẩm này tặng một sản phẩm kia, nhưng chúng ta có làm được không? Và chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không thể làm được, vì cái mức giá của KOC đang còn rất thấp so với giá của hệ thống phân phối nhập vào. Vậy tại sao lại chúng ta lại đưa ra những cái chương trình như vậy? Nếu như đó là một cái sai lầm, đó là một cái việc không may trong cái hoạt động truyền thông, trong cái hoạt động định hướng của một bộ phận, một phòng ban, một cá nhân nào đó chúng ta đã vấp phải, thì anh nghĩ là với vai trò là một công ty, chúng ta nên đứng ra một cách nó thẳng thắn để chúng ta cùng nhau giải quyết với cả cái hệ thống của chúng ta. Vì ở trong cái tình huống này, nếu như chúng ta đặt một ví dụ là thương hiệu Nguyên Xuân chưa có thương hiệu, Hoa Linh là một thương hiệu mới, một công ty hoàn toàn mới, thì anh cho rằng cái việc mà bạn KOC đó có bán giá từ 70.000 xuống đến 10.000 nó cũng không tạo ra nhiều cái sức ảnh hưởng. Nhưng trong tình huống này, Hoa Linh đã lại là một công ty có lịch sử trên thị trường, có vai trò vị thế rất lớn trên thị trường trong cái lĩnh vực phân phối về một số các sản phẩm liên quan đến dược phẩm, và có một cái hệ thống phân phối rất là lớn. Thì đôi khi chúng ta cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề phản ứng ngược lại, nhưng khi gặp phải những vấn đề đó là chúng ta đối mặt với nó và chúng ta cùng nhau giải quyết với nó, chứ không phải là chúng ta sử dụng một số cách thức là chúng ta im lặng hoặc là chúng ta để cho thị trường nó tự chuyển động.